đất của chủ đất rộng bao la. À, có ngựa nè. Đi ra đi xem nữa. Cảnh đẹp ghê không? Đây toàn mấy chủ đất không à, đất lớn lắm. Mấy con ngựa nè, đẹp thôi chưa? Lớn ghê không, hết cái con đường luôn á. Nhà người ta đằng kia nhìn nhỏ xíu xa. Trời, mấy chủ đất giàu có là mới nuôi ngựa như vậy ha. Mấy chủ đất giàu có mới nuôi ngựa vậy nè. Đó. Nuôi ngựa nhiều vậy đó. Ngựa đẹp ghê không? Chắc thịt nha. Để họ văn cái cuộn dây này nè, họ văn dây đó để cho nó khỏi có chạy lung tung á, nó ở trong khu vực này thôi nè. Họ có một cái nhà cho ngựa lớn lắm, ở tiếp ở trong kia. Đó, họ đi lộn đường rồi. À, phải đi qua bên đây. Cái nhà cho ngựa ở